Khu phố Tân Vịnh có 458 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu. Trong thời gian qua, nhân dân trên địa bàn khu phố đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng phường văn minh. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử của quê hương và những kết quả đạt được, tiếp tục động viên nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch đẹp, văn hóa, phường văn minh. Tiếp tục động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, huy động có hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà cho 10 hộ gia đình trên địa bàn khu phố.